Đây, cái đống này là hầm bà lèng ở dưới đây, khúc dưới đây. Sub đai tông. Không ấy luôn, con này mình cũng test rồi. Đó Zalo đó, anh em có quan tâm thì tại vì nhiều khi anh em kết bạn Zalo nha này. Zalo số này nha anh em. Âm ly này, Sapa này, Woodin. Lo mấy cáo xanh xui này, mình cũng còn tùm lum hết anh này, cối u hơ. Con này là âm ly của Đức. Này bóc xeo mình cũng còn này. Âm ly Elac này nè. Đi lát này. Con này của Đức luôn. Con này là 8 track này anh em. Con này 8 track luôn nha. Con này Panasonic. Âm ly 8 track, âm ly đài. Con này bán của khách là quán riêng ra. Băm thang thì mình cái kiểu này mình còn nhiều lắm nha anh em, mà hầu hết nó mất kim nha. Con này của như của Braun hay sao anh em ơi. Citadel này. Vậy là con này vẫn có ngõ vô nha anh em này. Tappy này. Nó có trên bát chép đồ này, ba lăng rồi này. Lấy con này làm ly vẫn được luôn nha anh em. Ngồi chiếc này mâm thang nó vẫn có âm ly, ví dụ như anh em chơi mâm thang bấm vào phono. Đó mà Tappy là line in. Nên là next là nút nguồn này. Chỗ đó mình có cặp loa màu đen nha, cặp này là của Canada. Mấy cặp này mình test hết rồi nha, anh em nào có nhu cầu thì mình gửi video qua coi tẹt ra luôn, nhiều lắm luôn anh em. Tại vì video test á, mình lưu trong máy, trong Zalo, anh em kết bạn Zalo, xong kết bạn rồi vào nhật ký xem với anh em. Tại vì cái máy nó nặng á, mình đăng xong là mình xóa video hết trơn rồi. Ở đây có cặp Woodin nữa nè, thấy không? Woodin này. Dưới đây có cặp đua nữa nè. Này đài bóng đèn này. Đó mình quay dạo dạo cho anh em coi được cái gì coi nha. Anh em hốt được gì hốt. Đây này TV Mỹ này. Này ok anh em cho đấy. Đồ bó tùm lum hết nha. Này tai nghe mình cũng có luôn nè nha. Tai nghe của Mỹ nè. Thùng nóng lạnh của xe ô tô Mercedes-Benz này. Nguồn Mỹ nè. Cái này là đĩa than nha. Đĩa than cũng còn chắc cũng đóng đây chắc còn rổ vài trăm cái nha anh em bạn này. Rồi ok anh em nha, mình quay xém xém thôi nha, chủ yếu là giao lưu ô đô này nha anh em. Con này hơn 9 triệu nha, chủ yếu là giao lưu với anh em qua bên Zalo nha anh em. Zalo xuống này nha, Zalo đó mình tiện hơn nha. Này con này là nguyên một cặp giống y chang này của Đinh này, anh em làm monolock được luôn này, radio này. Này vai bò mà cái đang xúc ra cái máy mất tiêu rồi. Anh em chơi thì bán rẻ. Chỗ đây mình cũng còn đầu cối Sony nè anh em. Đồ bỏ tầm lum hết đó anh em. Anh em nào ở Sài Gòn thì qua đây nha. Woodin này. Yamaha. Woodin nữa này. Cassette này. Rồi, Zalo nha anh em, xuống nha.